thường thường ba đi làm dân phòng. Năm 2010, cha của Hùng mất. Chỉ 3 tháng sau, mẹ anh cũng mất. Lúc đó cảm giác mình rất là bị hụt thẫn. Mình cảm giác như là muốn bỏ luôn cái thể thao, bỏ luôn tất cả. Vì ba mẹ từ thời lúc còn sống đó là cái sự nỗ lực của mình để mình cố gắng trong tất cả mọi việc, cố gắng vì ba mẹ, để cho ba mẹ đỡ cực nhọc hơn, để chăm sóc ba mẹ lúc ba mẹ bệnh tật. Nhưng mà bây giờ ba mẹ mất thì cái cảm giác bị hụt hẫng và dường như mình không muốn làm một việc gì nữa. Nhưng nhớ lại những lời ba mẹ khuyên mình rằng là con phải nỗ lực hơn, con là người ở trong gia đình mà ba mẹ phải lo nhiều nhất, nhưng nay con lại lo lại cho ba mẹ nhất. Thế nên là, nhưng mà ba mẹ đi, ba mẹ cảm giác là ba mẹ rất là lo cho con, nên là mong con sẽ có sự nỗ lực và vươn lên trong cuộc sống nhiều hơn nữa, tự lực lo cho bản thân nhiều hơn nữa. Mình quyết tâm mình đứng dậy và mình bắt đầu tập luyện lại. Vượt qua nỗi đau, Cao Ngọc Hùng nỗ lực nhiều hơn, tập luyện nhiều hơn, ý chí mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhiều lần Hùng bị chấn thương khi đang luyện tập, áp lực phải đạt thành tích cùng những đau đớn từng khiến Hùng nản chí, muốn bỏ cuộc. Nhưng vượt qua những khoảng thời gian thử thách nhất, nhờ ý chí và nỗ lực, Cao Ngọc Hùng trở thành cái tên nổi tiếng trong làng vận động viên khuyết tật Việt Nam và Đông Nam Á. Ở đấu trường quốc tế, Hùng từng được xem là hiện tượng khi đoạt cùng lúc 3 huy chương vàng tại Giải khuyết tật trẻ châu Á Thái Bình Dương 2003. Tính đến lúc này, Hùng đã nhiều lần phá kỷ lục sau 3 kỳ ASEAN Paragame và hạng tư tại Paralympic 2012 ở London. Có khiếm khuyết bản thân, mình có bị khuyết tật, nhưng mà với cái ý chí của mình, với cái sự nỗ lực của mình không chọn con đường để vượt qua những cái nghịch cảnh, vượt qua những cái khó khăn, vượt qua những cái mặc cảm của bản thân hay không, đó là do bản thân mình hết. Năm 2014, Cao Ngọc Hùng kết hôn cùng Nguyễn Thị Hải, người bạn trong luyện tập, cũng là một vận động viên khuyết tật Việt Nam nổi tiếng. Cái điều mà mình ngưỡng mộ nhất ở Hùng là cái ý chí và nghị lực vươn lên trong tập luyện như là trong thi đấu cũng vậy. Hùng có một cái sự quyết tâm và cái nghị lực rất là cao. Có những lúc là tập luyện mệt mỏi, bị chấn thương nhưng mà Hùng vẫn không có bỏ cuộc. Và vừa chấn thương và vừa vẫn tập lực để cho không có bị mất lực. Cái nghị lực của Hùng rất là mạnh mẽ để tạo lên cho mình cảm giác là mình cũng noi theo Hùng để mình phấn đấu, để mình tập luyện. Năm 2016, tại Paralympic Rio tổ chức ở Brazil, Hùng đã xuất sắc giành huy chương đồng ở nội dung ném lao. Chiếc huy chương này đã đóng góp thêm vào chiến công vang dội của đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Paralympic 2016. Nhắc lại thì giống như mình đang lâng lâng ở trên mây vậy á. Mình còn nhớ lúc mà mình ra thi đấu mà ném cái lao mà biết được đạt được huy chương đồng á, đó là tại sân vận động rất là to và cũng được các khán giả ở tại sân vận động ủng hộ rất là nhiều cho mình, đứng lên vỗ tay, cảm xúc như vỡ òa, khóc tại sân vận động. Cũng như khi mà mình lên nhận huy chương tại Rio, mình đã khóc. Lúc đó mình nhớ đến người thân, gia đình của mình và các con của mình là ba đã làm được rồi. Hiện Hùng đang nỗ lực luyện tập cho giải đấu sắp tới, đặc biệt là giải đấu Paralympic tại Tokyo 2020. Số phận không may mắn, nhưng Hùng đã nỗ lực vượt qua sự thử thách của số phận để bước qua giới hạn bản thân mình, chinh phục những giải đấu quốc tế để khẳng định người khuyết tật có thể làm được nhiều điều hơn chính họ nghĩ và người khác nghĩ.